Chú gà trống Tiểu Bảo vô tình làm cha bất đắc dĩ của hai bé mèo. Tiểu Bảo là chú gà duy nhất sống với đàn mèo trong nhà của cô Hà. Tưởng rằng một mình gà ta sẽ cảm thấy lạc đàn lắm, nào ngờ đâu em gà này còn đảm nhận luôn vai trò làm cha cho hai chú mèo còn bé nhất nha. Buổi trưa hôm ấy, Tiểu Bảo đi lanh quanh khắp nhà như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Thậm chí khi bước qua cửa, chú ta còn vô ý giẫm lên mình chú mèo đang nằm nghỉ trưa ở đó. Bạn mèo giật mình tỉnh dậy rồi hoảng hốt bỏ chạy. Tiểu Bảo vẫn tiếp tục đi khắp các phòng để tìm kiếm điều gì đó. Các bạn mèo trong nhà nhìn thấy điều này đều tỏ ra bình thản, chẳng màng để tâm. Có lẽ việc này đã xảy ra nhiều lần và trở nên khá quen thuộc nên chú mèo cam vờ như không nhìn thấy và tiếp tục tận hưởng cảm giác dễ chịu của máy massage đem lại. Cuối cùng, ngang qua cửa một căn phòng ngủ, bước đến đây khi nhìn thấy hai chú mèo con đang nô đùa trên giường, Tiểu Bảo bèn dừng lại. Hóa ra từ nãy tới giờ chú gà này tìm kiếm chính là hai bé mèo. Gà ta bắt đầu bật nhảy lên phía trên giường chơi đùa của mèo con. Bộ lông đầy màu sắc của gà ta đã khiến cho bé mèo cảm thấy hào hứng. Em mèo liên tục chơi đùa, vờ lấy, thậm chí là dùng miệng gặm lấy lông đuôi của chú gà. Ngược lại, bé mèo con còn lại đã giật mình, em mới có vẻ cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của Tiểu Bảo. Mèo con bèn tiến đến góc giường nằm vùi đầu vào đó và ngủ quên lúc nào không hay. Chú mèo con còn lại vẫn rất hào hứng với bộ áo rực rỡ của Tiểu Bảo. Cái màu đỏ của gà ta đã làm cho mèo con chú ý. Bé mèo ngắm nhìn thật kỹ rồi liếm láp bộ lông gà và cái màu đỏ. Gà ta vẫn đứng đó như thể là người trông nom các bé. Chơi đùa đã thấm mệt, hai bé mèo nằm quay quần dưới chân Tiểu Bảo. Tiếp đó, chú gà trống bắt đầu nằm xuống như tư thế gà mái mẹ vẫn thường ấp trứng ấp ủ mèo con. Dù cô Hà đã dùng tay tác động nhẹ để em gà đứng dậy nhưng chẳng thể thay đổi được điều gì. Nope. Nope. Sau hơn 2 tiếng quay trở lại phòng ngủ, cô ấy vẫn thấy chú gà Tiểu Bảo đứng giữa hai bé mèo lặng nhìn các bé ngủ. Trong phút chốc chỉ vì phút yếu lòng trước độ dễ thương của hai bé mèo, chú gà trống Tiểu Bảo vô tình đã trở thành người cha bớt đắc dĩ chăm nom canh chừng từng giấc ngủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé!